Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến kênh của mình. Yeah, ok. Đầu tiên là một thanh kiếm đóng băng. Yeah, rất là nhiều màu sắc. Xanh lá cây, xanh dương và màu đen. Ok. Tiếp theo đó là một chú vịt màu vàng. Yeah. Wow, có bảy sắc cầu vồng này, đám mây này. Miệng trúng chím. Yeah. Tiếp theo là một chú bò. Yeah, chú bò có đeo một cái chuông các bạn ơi. Yeah. Ok. Wow, một khẩu súng của anh người nhẹ Spider-Man các bạn ơi. Anh cũng đang ngắm bắn này, đang cầm này. Yeah. Rất đẹp và xịn sò nha các bạn nha. Wow, một hình điện thoại hình con bò. Yeah. Đấy, còn phát là tiếng nhạc các bạn này. Yeah. Rất đẹp nha. Có camera luôn. Ok. Wow, một chiếc xe tải chắc chở xe ô tô trên này được nha các bạn nha. Ok. Tiếp theo đó là mặt nạ chiến binh người báo. Wow, nhìn rất là đẹp và xịn sò nha các bạn nha. Yeah. Ok. Còn đây là chiếc mặt nạ rất là buồn, với sắc thái là buồn, màu xanh lá cây. Yeah. Tiếp theo đó là một khẩu súng máy các bạn ơi. Có chạm khắc hình rồng này các bạn này. Yeah. Đấy, hai bên luôn. Trên này có nòng súng này các bạn này. Ok. Wow, một chiếc điện thoại bàn hình đôi môi các bạn ơi. Yeah. Rất đẹp. Doraemon. Yeah. Wow, ở đây có một cái cặp ba lô các bạn ơi. Rất đẹp và xịn sò nhé các bạn nha. Nhìn rất dễ thương. Ok. Wow, một chú thỏ rabbit màu hồng các bạn ơi. Yeah, có đeo chuông này. Yeah, happy rabbit, chú thỏ hạnh phúc. Yeah. Ok. Wow, một chú hổ các bạn ơi. Màu đỏ. Yeah, funny tiger, chú hổ vui nhộn nha các bạn nha. Ok. Wow, ngoài ra đây là một thanh kiếm của anh đội trưởng Mỹ các bạn này. Đấy, với trạng thái đang nâng hai cánh tay lên, đằng sau có một cái khiên. Yeah. Thanh kiếm màu xanh dương. Ok. Yeah, video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn.